ngài là sức sống của con, Lời Ngài là ánh sáng đời con, Lời Ngài làm chứa chan hy vọng, là đường để con hàng rơi mưa. Loude Dieu Jésus Christus, Ngợi khen Chúa Giêsu Kitô. Việt Catholic xin kính chào quý vị và anh chị em trong tình yêu thương của Chúa Kitô và Mẹ Maria. Phương Thảo xin mời quý vị lắng nghe và suy niệm lời chú của ngày hôm nay qua hướng dẫn của Linh Mục phê Nguyễn Văn Cao. Kính chúc quý vị một buổi suy niệm sốt sáng. Nhân danh cha và con và thánh thần. AMEN Kính chào quý ông bà và anh chị em. Hôm nay ngày 9 tháng 9 năm 2023, thứ Bảy, tuần 22, một thường niên. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca. Vào một ngày Sa-bát, Đức Giêsu đi băng qua một cánh đồng lúa. Các môn đệ bứt lúa vò trong tay mà ăn. Nhưng có mấy người pha ri siêu nói: "Tại sao các ông làm điều không được phép làm vào ngày Sa-bát?" Đức Giêsu trả lời: "Các ông chưa đọc chuyện này trong sách sao?" Vua David đã làm gì khi vua và thuộc hạ đói bụng? Vua vào nhà Thiên Chúa lấy bánh tiến mà ăn và cho thuộc hạ ăn. Thứ bánh này chỉ có tư tế mới được ăn mà thôi. Rồi người nói: "Con người làm chủ ngày Sa-bát Kính thưa quý ông bà và anh chị em. Tin mừng hôm nay thuật lại một trong những cuộc xung đột giữa Đức Giêsu và người Pharisee, nhắc nhở chúng ta ý nghĩa chiều sâu của luật ngày Sa-bát. Đó là mang lại sự sống, không phải làm cạn kiệt hoặc mất đi sự sống. Qua việc ngừng làm việc, tận hưởng sự nghỉ ngơi thực hành niềm vui và thờ phượng Thiên Chúa. Luật ngày sa bát mà Thiên Chúa lập để nghỉ ngơi, để mang lại sự sống và dành thời gian cho Chúa và mọi người. Thiên Chúa đã nghỉ ngơi và chúc phúc cho ngày sa bát sau khi sáng tạo vũ trụ, chim trời, cá biển và con người. Ngày cuối cùng, Thiên Chúa nghỉ ngơi và muốn dân Ngài được nghỉ ngơi vì Ngài biết và cần nghỉ ngơi. Trong sách Đệ Nhị Luật, chương 5 câu 12 tới câu 15, luật ngày sa bát gắn liền với kinh nghiệm của một dân tộc được giải thoát khỏi ách nô lệ ở Ai Cập. Pharaoh không ngừng đòi hỏi những người nô lệ do Thái phải làm việc cả tuần, không ngày nghỉ, để sản xuất ngày càng nhiều hơn. Mặc dù điều kiện sống và làm việc ngày càng khắc, khắc nghiệt hơn, Do đó, khi họ ngừng làm việc vào mỗi ngày cuối tuần, dân Chúa nhớ rằng Chúa đã giải cứu họ khỏi cảnh nô lệ và ban cho họ sự sống mới. Dĩ nhiên, các thầy thông luật đã tranh luận về công việc được cấu thành như thế nào cho chính xác điều gì có thể và không thể làm trong ngày sa bát Cuộc tranh luận này tiếp tục trong thời của Đức giê -xu cho tới bây giờ. Việc người pha ri tranh luận với Đức giê -xu về ý nghĩa của việc giữ ngày sa bát cho thấy họ đòi hỏi Ngài phải là người giữ luật một cách nghiêm túc khi người pha nhìn thấy các môn đệ của Ngài bứt lúa vò trong tay vào ngày sa bát là một hành động được cho là làm việc. Họ mới hỏi tại sao các ông làm điều không được phép làm vào ngày sa bát. Đức giê -xu trả lời bằng cách trích dẫn một tiền lệ trong Kinh Thánh. Câu chuyện về cuộc viếng thăm Thầy tế Lễ Ahimelech ở Nóp của vua David. Các ông chưa đọc chuyện này trong sách sao? Vua David đã làm gì khi vua và thuộc hạ đói bụng? Vua vào nhà thiên chúa lấy bánh tiến mà ăn và cho thuộc hạ ăn. Thứ bánh này chỉ có tư tế mới được ăn mà thôi. Trong quyển thứ nhất, sách tiên tri Samuel, đoạn 21 câu 1 tới câu 7, David không chỉ lấy bánh mà còn xin ông Ahimelech một ít bánh. Và Ahimelech mời ông ăn bánh thánh vì không có bánh thông thường. Trong trường hợp này, việc cho những người đói ăn được ưu tiên hơn việc tuân thủ nghiêm ngặt luật. Đức Giêsu đã áp dụng lý lẽ đó cho việc bứt lúa vào ngày Sa-bát của các môn đệ thật rất đơn giản. Họ đang đói và cần một cái gì đó để ăn. Trong tin mừng của Thánh Marco, Đức Giêsu nói ngày sa bát được tạo ra cho con người, chứ không phải loài người cho ngày sa bát. Cũng vậy, con người làm chủ cả ngày sa bát. Ở đây, Thánh Luca chỉ nói phần sau, con người làm chủ ngày sa bát nhưng logic thì giống nhau. Ngày Sa Bát có nghĩa là ngày có nghĩa là ban sự sống chứ không phải chủ nô thở ơ với nhu cầu của con người. Logic này tiếp tục trong câu chuyện tiếp theo khi ngài chữa lành người bị bại tay. Ngài đã hỏi người Pharisee và kinh sư: Tôi xin hỏi các ông ngày Sa Bát được phép làm điều lành hay điều dữ, cứu mạng người hay hủy diệt. Tất nhiên, điều hợp pháp là làm điều tốt và không làm hại vào ngày Sa-bát, cứu mạng sống chứ không phải hủy diệt nó. Các giáo sĩ Do Thái đồng ý rằng một người phải hành động để cứu mạng người vào ngày Sa-bát ngay cả khi điều đó có nghĩa là vi phạm một điều răn. Một số người Pharisee lập luận rằng căn bệnh không nguy hiểm đến tính mạng, nên việc chữa lành có thể được thực hiện vào một ngày khác. Như câu chuyện của Đức Giêsu chữa lành người phụ nữ còng lưng trong Luca đoạn 13. Tuy nhiên, theo quan điểm của Đức Giêsu, không có lý do gì để người bị tàn tật, bệnh hoạn phải chịu đau khổ thêm một ngày nào nữa. Đối với người pha ri và các kinh sư, việc các môn đệ bứt lúa ăn và các cuộc chữa lành của Đức Giêsu trong ngày Sa-bát đã làm họ giận dữ và cho rằng Ngài vi phạm những điều luật của Thiên Chúa ban qua mô và đã được họ thảo luận các hành vi chi tiết của luật này. Phản ứng của họ dường như là dấu hiệu cho thấy họ sợ hãi hơn là quan tâm chính đáng đến luật pháp. Có lẽ họ đã nhìn thấy nơi Đức Giêsu có thể là một sự phá hoại toàn bộ công việc thánh hóa dân chúa của họ ngài đã vượt qua các ranh giới của nghi lễ và lề luật ngài ăn uống với những người thu thuế và tội lỗi các môn đệ của ngài không kiêng ăn thậm chí ngài còn tuyên bố có thẩm quyền tha tội điều này đã vi phạm ranh giới quan trọng nhất ranh giới giữa thiên chúa và loài người Đức Giêsu là mối đe dọa đối với tất cả những gì mà người pha ri cho là thiêng liêng. Và Ngài đang thu hút được nhiều người theo Ngài. Điều quan trọng là con người làm chủ ngày sa bát Đức Giêsu nói rằng ngày sa bát được tạo ra cho loài người. Có nghĩa là tận dụng nó để mang lại sự sống, không phải làm cạn kiệt sự sống. Nó có nghĩa là một món quà, một thời gian tách biệt khỏi những đòi hỏi không ngừng của cuộc sống hàng ngày. Một thời gian để nghỉ ngơi và thờ phượng Chúa, một thời gian để làm điều tốt và mang lại sự sống cho chính mình, cho gia đình và tha nhân. Con người làm chủ ngày Sa-bát có nghĩa là Đức Giê-su muốn cho những người Pha-ri-siêu hiểu được phẩm giá của con người và lề luật là để phục vụ con người. Đừng bị lệ thuộc vào tập tục, vào thói quen. Làm cho lề luật chỉ còn là những hình thức bề ngoài mà thôi. Đức Giêsu coi việc giữ luật là việc tốt, là việc đạo đức. Nhưng Ngài muốn rằng việc giữ luật phải phát xuất từ tình thương. Nếu không, việc giữ luật chỉ là một việc đạo đức bên ngoài, mà bên trong không có thực chất. Giữ luật là thể hiện tình thương, không có tình yêu thương thì không còn phải là luật của Chúa. Ngày Sa-bát là ngày được thánh hiến dành cho Thiên Chúa và Thiên Chúa đã chọn ngày này như là dấu hiệu giao ước của người với dân Do Thái. Luật ngày Sa-bát là Chúa muốn con người dành thời gian gặp gỡ thờ phượng, tôn vinh Thiên Chúa và khám phá ra ý định yêu thương của Ngài. Với tình thương của Chúa, ngày nay là ngày của niềm vui, của tình yêu, của sự an bình, của sự kết nối lại mối quan hệ. Ngày mà con cái Chúa quy tụ cùng nhau để được Chúa ngỏ lời, yêu thương và trao ban chính bản thân Ngài trong thánh lễ và kinh nguyện. chúng ta dâng lời cầu nguyện. Lạy Chúa, nhiều khi chúng con lệ thuộc vào tập tục và thói quen, làm cho lề luật chỉ còn là những hình thức bề ngoài. Xin giúp chúng con luôn ý thức được ý nghĩa chiều sâu của luật ngày sa bát là để phụng thờ Chúa để dành thời gian cho gia đình và bạn bè, làm nhiều việc tốt lành, tùy cơ ứng biến theo hoàn cảnh nhưng luôn phát xuất từ tình thương để mang lại sự sống và hạnh phúc cho con và cho mọi người. Hậu tôn vinh thánh danh Chúa. Amen. Xin Thiên Chúa toàn năng là Chúa Cha, Chúa Con và Chúa Thánh Thần ban phúc lành cho quý ông, bà và anh chị em. Amen. Chương trình của chúng tôi đến đây là hết. Xin quý vị và anh chị em giúp phổ biến rộng rãi chương trình này đến với gia đình, thân quý và bạn bè xa gần như một cách thức để truyền giáo. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại quý vị và anh chị em trong lần phát hình tới. Laudetur Jesu Christus, ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.